từ rồi nó mấy ông cứ dòm lên trên trời, thấy một bữa đó, ủa sao lạ, có lại có con sao. Rồi nó bắt lần, nó càng sáng lần, sáng lần, sáng lần. Rồi nó đi tới, nó gần cái chỗ mà các ông đó ở, là mình nó các và ba vua đó ở phương Đông. À. Cho nên tôi sẽ nói chuyện với con sao. Rồi này, trong trong quý vị nghe mình dòm ở trên cái cây Noel của mình cũng có thấy con sao phải không? Đó là cái con sao đó tượng trưng cho con sao mà nó đã chiếu xuống đó. Chỗ cái nơi làng gì? Làng Bethlehem. Đó, làng Bethlehem, mình nói làng Bethlehem đó. Là con sao đó nó hiện ra. Nhưng mà sự tích con sao này nó rắc rối, như vậy nó đơn sơ, nó dễ vậy đâu. Thấy không? Có một, tôi trở lại vấn đề con sao mình thấy đó là nhìn trời thì thấy sao. Và Đức Chúa Trời đó đã để những con sao ở trên trời cho nhân loại mà ít có khi ai để ý lắm. Chỉ có tổ tiên của chúng ta đó mới để ý thấy bảy cái con sao sáng trên trời đó. Quý vị biết bảy con sao đó tên gì không? Mình gọi là sao cài. Tại nó giống cái cài. Bảy con. Mà đầu hôm á thì nó nằm bên này. Rồi giữa hôm nó nằm vậy, gần sáng nó nằm vậy. Lúc nào nó cũng chỉ vào trong cái cùi chỏ của tôi hết. Quý vị thấy không? Nó như vậy. Nhưng mình không để ý lâu nay đâu. Nó là như vậy. Sáng thì nó nằm phía bên này. Khuya thì nó lên vậy. Gần sáng thì nó vậy. Lúc nào nó cũng chỉ vào trong cái điểm cái cùi chỏ. Cái điểm cùi chỏ đó mới gọi là sao bắt đầu. Nhờ cái bảy cái con sao rút, bảy con sao cày đó mà tổ tiên của chúng ta biết mà tìm được phương Bắc. Tại sao mà Đức Chúa Trời lại không làm bảy con sao nó chỉ cái chỗ nào khác mà là chỉ đúng ngay cái phương Bắc? Mà bây giờ người ta chế ra cái địa la bàn, đem ra cái la bàn cũng không đúng bằng nữa. Cái la bàn sai qua mấy độ, nhưng mà cái điểm sao bắt đầu không bao giờ sai hết, từ ngàn xưa. Cho nên vì vậy mà con người mới nhờ cái bảy cái sao đó mà mới đi được trên sa mạc, mới đi biển, mới tìm qua Á Châu, Âu Châu, tìm qua Mỹ Châu, và đi trong rừng rú, tất cả là nhờ cái con sao bắt đầu đó. Mà sao bắt đầu nó muốn thấy nó thì phải có bảy con sao của con sao cày mới lật qua mới thấy con sao bắt đầu. Quý vị nghe lạ không? Chưa có mục sư nào giảng này phải không? Nhưng mà Đức Chúa Trời đã để mấy con sao trên trời? Bảy con. Cũng rất là lạ. Tại sao Ngài không để năm con cho dễ nhớ như cái bàn tay năm ngón? Thấy không? Hoặc là để một con sao như cái lô mũi, mình có một lô mũi thôi. Thì hai con mắt, hai sao thôi. Nhưng bảy con nó mới dễ thấy. Mà bảy con đó là con số bảy của Đức Chúa Trời luôn. Chúng ta có tuần lễ dựng nên trời đất trong mấy ngày? Bảy ngày, sáu ngày dựng trời đất và một ngày Chúa yên nghỉ. Tất cả những cái gì chúng ta cũng thấy đều số bảy. Trong cái bàn thờ cũng có bảy ngọn đèn. Trong cái bàn thờ ngày xưa của dân Do Thái cũng có bảy ngọn đèn. Bảy ngày và số bảy. Và con số 7 nó cũng là con số mà Đông Phương chúng ta cũng dùng con số 7 đó rất là nhiều nữa. Cho nên đừng có nói rằng Đức Chúa Trời không phải là một nhà thiên văn. Đức Chúa Trời làm những con sao đó cho chúng ta thấy mà nhận biết. Cái đó là một cái phép lạ. Bảy con sáng nhất trên trời dòm thì ra con sao. Con sao gọi là chòm đại hùng tinh. Người Mỹ ta gọi là Big Bear. Núi Big Bear mình nghe là con gấu lớn đó. Nó giống hình con gấu lớn. Vì vậy cho nên á, Đức Chúa Trời cho nhân loại chúng ta cái dấu hiệu đầu tiên là bằng những con sao trên trời. Để mà chúng ta biết hướng để mà đi, có cái hướng và hướng Bắc. Để mà con người đi qua lại. Có lúc nào chúng ta thấy mà Đức Chúa Trời để những dấu trên trời nữa không? Khi mà dân Do Thái xưa mà được mà đi 40 năm trong đồng vắng mà đi ra khỏi xứ Ai Cập đó, thì họ đi đó, ai dẫn họ đi? Ban ngày có cái trụ gì? Trụ lửa dẫn họ đi. Trụ lửa đi đâu họ đi theo trụ lửa. Ban đêm đó là gì? Nó một cái, ban ngày là trụ mây mà ban đêm là cái trụ lửa. Lửa nó mới sáng, mình không biết thế nào nhưng mà chắc nó phải dài lắm mới gọi là cái trụ. Nhưng không phải một cái đốm, cho nên nó một cái trụ.
Mình không biết cái trụ đó là cái gì. Có thể đó là các thiên sứ tụ lại, hoặc Đức Chúa Trời chiếu xuống một cái gì sáng. Nhưng mà rất có thể đó là các thiên sứ đã tụ lại thành một ống, như một cái hình dài để mà chỉ đường cho chúng ta đi. Tại sao tôi dám nói rằng đó là các cái thiên sứ tụ lại? Mà ban ngày đó lại trụ lửa, tại vì sáng lắm. Các vị thiên sứ đó sáng lắm, sống như là lửa vậy, nó không có đốt cháy ai hết. Bởi vì có những nhà thần học, người ta giải nghĩa rằng là cái sao mà chúng ta thấy mà dẫn ba vua mà đi đó, đó là các thiên sứ tụ lại với nhau. Các thiên sứ tụ lại với nhau thành cái điểm sáng. Nhưng mà nó sáng gần lắm, không có ca xa, nó gần vậy. Và nó chập chờn như là mình nói tiếng Việt Nam mà nó như ma trời vậy, phải không? Hay là mình thấy ra ngoài nghĩa địa mình thấy có những cái đốm sáng đó. Nhưng mà đây nó những đốm sáng, và đốm sáng này nó đã đưa cho ba vị Đông Phương đó đi, mà đi tìm Chúa, đi cả mấy năm trời vậy, mới đi qua tới cái làng Bethlehem. Và chỗ cái làng Bethlehem ở chỗ đó, đó thì là nơi đó là Chúa sanh ra đời. Mà ba vị này đã theo thánh kinh thánh ghi là ba vị này, ba vị người gì ở Đông Phương. Biết đâu đó là người Việt Nam của chúng ta. Thấy không? Mình không nghĩ vậy, nhưng mà tôi khám phá ra vài cái điểm mà tôi thấy rằng có thể là người Việt chúng ta. Ba vị đó là của người Việt, của tổ tiên người Việt chúng ta. Nếu mình nói ra thì nhiều người cười. Nên làm gì Việt Nam mà được đứng vào cái hàng đó? Tại sao lại không? Tại sao Việt Nam mình không làm được cái công việc đó? Tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy tại sao Việt Nam làm công việc đó được. Ba cái sao đó trong Thánh Kinh nói sao? Ba cái sao đó đã hiện ra ở phương Đông. Và đã các vị bác sĩ đó, các vị thiền sư đã đi theo đó và đi qua và thấy Chúa. Chúa sinh ra, Chúa thụ thai mấy tháng, mấy ngày thì có thai quý vị? Chúa cũng 9 tháng 10 ngày như con người chúng ta. Chúa sinh ra là người, là trời, hóa thân xuống làm người cũng qua 9 tháng 10 ngày. Cho nên á, khi mà mấy vị mà được báo tin á, là đã báo tin trước khi Chúa được thụ thai. Tại vì đi ít nhất cũng 2 năm. Quý vị thấy không? Tức là Chúa đã dặn dân tộc Việt Nam của chúng ta đó, cho dân tộc Việt Nam biết á, là thiên tử là sẽ ra đời. Các anh đi qua mà tìm, các anh đi nửa đường á, thì Đức Mẹ Maria mới bắt đầu có thai. Thiên thần mới cho ngài thụ thai, cho bà thụ thai. Và đến khi mà các ngài tới đó, thì là đúng là cái lúc là Đức Mẹ sẽ sanh ra Chúa Giê-xu. Thế nên nếu mà mình tính toán khoa học theo các bà mà có thai là có phải là đúng là chúng ta được báo tin trước khi Chúa thụ thai không? Vì vậy cho nên người Việt Nam chúng ta quan trọng lắm. Chúa báo mà tại sao Chúa không báo cho bên Tây? Chúa không báo cho phía bên da đỏ bên kia mà là Chúa lại báo là ở bên phương Đông. Mà sao lại phương Đông? Thì quý vị nói ôi phương Đông nó xa lắm chứ, từ Do Thái mà đi ra phương Đông, nào là gặp nước Iran, rồi Iraq cũng là phương Đông, rồi qua Ấn Độ cũng là phương Đông, rồi qua tới Hy Mã Lạp Sơn, rồi tới Tây Tạng cũng là phương Đông vậy. Nhưng mà đây á, là Chúa biểu về phương Đông. Thì mấy anh nói mấy anh là Trung Hoa, mấy anh là Ấn Độ, mấy anh là Tây Tạng, thì mấy anh chứng minh mấy anh là những vị đạo sĩ mà phương Đông đi, mà đi tìm đi. Không chứng minh được. Nhưng mà Việt Nam chúng ta chứng minh được. Đây, tôi nói có sách Mắt Cơ Chứng, tờ báo trong tuần này vừa rồi, nếu quý vị có ai mở mua tờ báo Sài Gòn Nhỏ không? Thì Sài Gòn Nhỏ tuần vừa rồi. Cái máy thồ lên sát nha, để chúng vị thấy bên tay mặt. Bên tay mặt cái trang báo đó, thấy có cái con sao. Quý vị thấy cái sao, cái lỗ tròn, lỗ đen không? Ở cái lỗ đen đó, quanh đó có con sao mấy cạnh? 14 cạnh. Đó là cái nơi sanh ra Chúa Giê-xu. 2000 năm nay bây giờ người ta còn giữ lại cái điểm đó, mà không biết tại sao người ta lại đánh dấu ở chỗ đó bằng một cái lỗ mà có con sao. Dưới này đọc chữ là nơi